kỹ thuật để cạo nạo trên những tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia sẽ như thế nào. Và các bạn đang nhìn thấy là hai bác thợ của chúng tôi đang dùng những cái cây nạo như này để nạo vào những cái phần mặt tranh. Và những cái điểm lưu ý ở cái khâu này đó là, thứ nhất, các cái khe kẽ của bức tranh đó cần phải được cạo rất là sạch. Phần sạch đầu tiên đó là cái phần nền tranh. Trên cái phần nền tranh này thì có những cái kỹ thuật yêu cầu, ví dụ như là không được để lại những cái vết xước ở trên mặt nền này. Và thứ hai là tạo ra một cái mặt phẳng gần như là tuyệt đối. Và cái mặt phẳng này thì chúng tôi thường ví như là khi mà cạo xong ấy thì chất lượng nó phải đạt giống như là một cái mặt gương. Và các cái chi tiết thì giống như là làm ở bên ngoài đặt lên để miêu tả cho cái độ sạch sẽ và phẳng mịn cho cái mặt tranh. Và điều lưu ý thứ hai đó là các cái chi tiết ở trên tranh cũng cần phải cạo nạo cho nó sạch. Ví dụ như là những cái phần hoa sen này, sau khi dùng những cái cây đục xong thì nó sẽ có những cái nhát đục và vết đục ở đây. Thì chúng tôi sẽ phải dùng những cái cây nạo như này để cạo nạo cho nó sạch. Và để sử dụng được những cái phần nạo sạch thì chúng tôi có rất nhiều những cái cây nạo khác nhau. Có những cái thì được đúc ra bằng thép này, và có cái chân cạnh nó rất là dài để đi vào các cái chi tiết sâu ở bên trong. Hoặc là chúng tôi còn cắt ra từ những cái mũ gọi là cái mũ mũ sắt của Ngụy ngày xưa ấy, Mỹ Ngụy ngày xưa, cắt ra và làm thành những cái cây nạo như này đó, để có thể đi sâu vào chi tiết, hoặc là tùy vào mặt bằng như thế nào đó để có thể cạo ra cho cái chi tiết được sạch sẽ.